Hộ chiếu Việt Nam tăng 6 bậc so với năm 2022. Đây là kết quả trong bảng xếp hạng được Henley & Partners công bố. Cụ thể, trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 82 khi công dân Việt Nam có thể đến 55 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực. Trong bảng xếp hạng năm nay, Singapore đã xoán ngôi của Nhật Bản, trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Chỉ số hộ chiếu Henley dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, với cơ sở dữ liệu thông tin du lịch lớn nhất, chính xác nhất và được công bố hàng năm trong 19 năm qua.